giờ rau số 1, con giờ rau số 2. Đi cái này theo nó đều, nó phải một người đánh nhiều quá thì đánh tiếp. Nó chia cái kiểu này nó chia ra cho mọi người lá là sùng sì. Về trở lại nha, nếu xong nó trở lại đi hàng này tiếp.